Tử vi thứ tư ngày 9 tháng 8 năm 2023 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày .vn. 1. Cung Bạch Dương xem bói tử vi thứ tư ngày 9 tháng 8 năm 2023 của 12 cung hoàng đạo nói rằng Bạch Dương nhiều hơn trong việc chăm sóc sức khỏe bạn ngủ đủ và nhanh chóng hồi sức để quay lại với công việc nhờ đọc được một cuốn sách hay mà bạn đã có thêm những ý tưởng mới rất hay ho bạn có thể áp dụng chúng vào cuộc sống của mình ngay hôm nay bạn giúp đỡ một nửa của mình khá nhiều để người ấy có thể vượt qua nỗi sợ tập trung vào điều mà bản thân giỏi nhất nhờ đó mà cảm thấy tự tin hơn nhờ vào năng lực nổi trội hơn hẳn so với mọi người nên có khả năng sẽ được ưu ái tăng lương, có thưởng rất cao. Con số may mắn của Bạch Dương ngày 9 tháng 8 năm 2023 là 52 và 88. 2. Cung Kim Ngưu Tử Vi 9 tháng 8 năm 2023 dự báo rằng Kim Ngưu may mắn gieo niềm tin đúng chỗ bạn có được cảm giác an toàn và ổn định mà bản thân từng mong muốn đừng vì sợ sai mà không dám thử việc phạm sai lầm là điều ai cũng phải trải qua trước khi chạm đến được thành công hãy dũng cảm lên bạn nhé đừng cố diễn và tỏ ra mình hạnh phúc vì nó chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi mà thôi do đó bạn hãy sống thật với cảm xúc của mình vui hay buồn đều là những điều diễn ra rất tự nhiên Thay vì uống nước ngọt quá thường xuyên gây ra tình trạng lão hóa thì bạn nên thay thế bằng trà xanh vì chúng rất giàu chất chống oxy hóa, giúp bạn tỉnh táo hơn và cải thiện trí nhớ, sự chú ý. Con số may mắn của Kim Ngưu ngày 9 tháng 8 năm 2023 là 12 và 52. 3 cung song tử song tử khơi lại những ám ảnh xưa cũ đòi hỏi bạn sẽ phải đối mặt nếu bạn còn trốn tránh thì nó sẽ càng trở thành nỗi sợ hãi ẩn sâu trong lòng bạn hãy tin tưởng vào con đường mình đang đi tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với những người biết chờ đợi cứ nỗ lực tìm hiểu học hỏi từng chút một thì may mắn trong công việc sẽ về với bạn Tròm sao này nên chú ý hơn tới khía cạnh tinh thần vì việc stress thường xuyên sẽ gây ra một số căn bệnh khó chữa mà thuốc thang cũng chẳng ích gì. Hãy luôn tạo cho mình cảm giác thoải mái. Tự do tự tại, không nên vội vàng đưa ra lời khuyên về tài chính cho ai đó khi họ không muốn nghe. Ngoài ra, bạn cũng không hiểu rõ được tình hình thực tế của đối phương đâu. Con số may mắn của song tử ngày 9 tháng 8 năm 2023 là 20 và 89. 4. Cung cự giải xem tử vi miễn phí 12 cung hoàng đạo tiết lộ cự giải dễ mến, đáng yêu. Nhiều người dành những lời khen ngợi cho bạn trong ngày này vốn không quá tham vọng nên hôm nay là một ngày làm việc nhẹ nhàng nhưng hiệu quả bạn tập trung vào nhiệm vụ của mình và không lãng phí cho những việc không tên cung hoàng đạo này tôn trọng cá tính và sở thích riêng của người ấy và điều này giúp cho mối quan hệ của hai người trở nên hài hòa hơn bên cạnh đó bạn cũng có thời gian riêng để chăm sóc bản thân tốt hơn trước dù là mua sắm cho gia đình bạn cũng nên hạn chế mua quá nhiều không cần thiết sự hào phóng này sẽ khiến bạn sớm rỗng túi mất thôi. Con số may mắn của cự giải ngày 9 tháng 8 năm 2023 là 23 và 51. Nam, cùng sư tử theo tử vi ngày mới, sư tử đang cố gắng bảo vệ cảm xúc của mình, bạn cố che giấu, không muốn để lộ điểm yếu của mình cho người khác biết bạn nên vui vẻ chấp thuận sự hỗ trợ của người khác vì thực tế không phải cái gì bạn cũng xuất sắc cả thái độ ham học hỏi mới giúp bạn dễ thành công hơn đấy các quyết định đưa ra trong hôm nay mà liên quan đến tình cảm sẽ không đúng đâu đừng nóng vội vì vậy bạn hãy kiểm soát tốt cảm xúc của mình thì sẽ cải thiện được các mối quan hệ khi bạn dồn tâm và sức cho nhiều nhiệm vụ khác nhau sẽ có nguy cơ căng thẳng kéo dài đau dạ dày đó là khi cơ thể báo hiệu rằng bạn nên nghỉ ngơi, đừng cố thêm nữa kẻo đổ bệnh. Con số may mắn của sư tử ngày 9 tháng 8 năm 2023 là 20 và 63. 6, cung nữ tử vi phương Tây cho thấy sử nữ logic quá thì quyết định có phần lạnh lùng bạn nên linh hoạt hơn một chút nếu cần hãy cho người ta một đường lui công việc trước đây mà bạn đã làm có thể khiến bạn kiệt sức và bạn đang tự hỏi liệu mình có đủ năng lượng để hoàn thành nhiệm vụ trong tầm tay hay không có vẻ như bạn chẳng bao giờ đòi hỏi bất kỳ điều gì ở đối phương việc này cũng có thể dẫn đến sai lầm đấy một mối quan hệ lành mạnh sẽ phải thúc đẩy cho cả hai cùng tiến bộ chứ không phải mặc kệ họ Nguồn thu không đến nỗi tệ nhưng hình như bạn đang sắp phải chi tiền lớn. Dù thử thách mà bạn sắp phải đối đầu có là gì đi chăng nữa, bạn sẽ không sợ hãi hay lùi bước. Con số may mắn của xử nữ ngày 9 tháng 8 năm 2023 là 88 và 90. Bảy công thiên bình thiên bình quyết tâm hơn bao giờ hết và sẵn sàng thử sức ở lĩnh vực mới sức sáng tạo của bạn đã lên được một cấp độ mới và bạn cảm thấy yêu thích công việc hiện tại vì nó mang lại cho bạn sự tự do mà mình mong muốn đôi khi bạn cảm thấy lạc lối trong mối quan hệ hiện tại chỉ vì không tìm được tiếng nói chung hai người cần ngồi lại trò chuyện thẳng thắn vì có thể bạn đang ngộ nhận về tình cảm của mình đấy tài khoản tiết kiệm của bạn đã không có nhiều rồi. Thiên Bình lại phải lấy toàn bộ số tiền đó để gửi về gia đình để bố mẹ giữ dùm. Con số may mắn của Thiên Bình ngày 9 tháng 8 năm 2023 là 34 và 66. 8. Cung bọ cạp bọ cạp là một nhân viên chăm chỉ và tận tụy nhưng thận trọng về cách thức làm việc mới. Thực ra bạn lười vì sợ rằng tốn thời gian cho việc thực hiện chúng. Không có thời gian nghỉ ngơi. Đôi khi bạn tự đánh giá thấp năng lực của mình. Nếu còn do dự thì đây là thời điểm tốt để hợp tác với một người nào đó để đưa ra ý tưởng. Giải quyết vấn đề một cách khôn ngoan nhất. Vận đào hoa của bọ cặp đang đến, nó đồng nghĩa với việc có không ít người đang theo đuổi bạn. Vận may tình duyên đang nở rộ, nếu không sử dụng thì phí quá. Đôi khi chỉ cần mở nhạc tắt đèn và cho mình thả lỏng theo điệu nhạc là cũng giúp chòm sao này có thể giải tỏa căng thẳng trong ngày rồi. Đừng dồn ép bản thân làm việc quá sức bạn nhé. Con số may mắn của bọ cặp ngày 9 tháng 8 năm 2023 là 88 và 90. 9. Cung nhân mã nhân mã tập trung vào thực tế và trở nên cọc cằn. Lời khuyên cho bạn lúc này là nên nhạy cảm và quan tâm tới cảm xúc của người khác nhiều hơn nữa nhé. Để ý xem có bỏ lỡ các mục tiêu, dự án, trách nhiệm hoặc cam kết không nhé. Bạn phải tỉ mỉ một chút thì công việc mới suôn sẻ được. Hãy thẳng thắn nói ra mong muốn của mình. Tuy nhiên bạn cần biết rằng không phải yêu cầu nào của bạn cũng được chấp thuận. Quan trọng là để bạn được giải tỏa, không phải suy nghĩ quá nhiều rồi gây ra muộn phiền. Nhân mã nên ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc để tăng sức đề kháng, phòng chống bệnh tật. Nếu không bạn sẽ tốn một khoản kha khá cho việc nằm viện và chữa bệnh đấy nhé. Con số may mắn của nhân mã ngày 9 tháng 8 năm 2023 là 35 và 62. 10 cung ma kết tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo nói rằng ma kết cần có một biểu tượng thành công để noi gương, tránh cảm giác bị mất phương hướng, không biết làm gì. Có những lúc bạn có cảm giác như không có chút bước tiến nào nhưng thực tế là có những thay đổi nho nhỏ mà bạn không nhận ra. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi là bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng việc ăn uống đã được kiểm soát cẩn thận nên có thể tròm sao này xuống cân nhưng cơ thể lại nhanh nhẹn và khỏe mạnh hơn trước rất nhiều. Hôm nay market không nên cho người khác vay tiền và phải bảo quản tư trang, tài sản cá nhân kỹ một chút. Nay là ngày mà đồ đạc có thể bị hỏng, tiền bạc dễ bị thất thoát. Con số may mắn của market ngày 9 tháng 8 năm 2023 là 15 và 62. 11. Cung Bảo Bình Tử Vi 12 chòm sao Tây Phương chỉ ra rằng Bảo Bình giải quyết các vấn đề, kể cả những vấn đề tình cảm bằng đầu óc và trí tuệ chứ không phải bằng cảm xúc. Đôi khi người ta cho rằng bạn sáo rỗng vì suy nghĩ quá xa vời. Bạn cảm thấy rất vui và tự hào về những gì mình đã làm khi áp dụng được lý thuyết vào cuộc sống. Tuy nhiên, đừng tham vọng quá vì chúng chỉ tạo thêm áp lực không cần thiết cho bạn thôi. Để làm mới tình yêu của mình, chòm sao này cũng cần cố gắng hiểu và kết hợp mong muốn cảm xúc của cả hai thay vì chỉ chú ý đến những gì bản thân thấy thích thú nhé. Hiện tại Bảo Bình khá hài lòng với chuyện tiền nong nhưng nên cân nhắc những ưu và nhược điểm khi cho bạn bè mượn tiền. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 9 tháng 8 năm 2023 là 23 và 89. 12. Cung Song Ngư tử vi ngày mới cho biết Song Ngư bắt đầu có tâm lý so sánh, bạn cũng muốn được thành công và nổi tiếng như người khác nhưng mong muốn này vào cuối ngày đã nguội dần. Bạn khá lý trí, biết kiểm soát tham vọng của mình, biết đâu là điều mình cần và cái gì tốt cho mình. Bạn tập trung vào việc chậm nhưng mà chắc. Song Ngư đi đến đâu cũng được chú ý, săn đón vì vẻ ngoài dễ thương. Dịu dàng cách bạn thể hiện ra bên ngoài luôn khiến người khác cảm thấy bạn cần được chở che và yêu thương. Thu nhập không có tiến triển cho lắm. Nếu quá dựa dẫm vào mức lương hiện tại sẽ khiến cho chòm sao này sẽ trở nên thụ động và không chịu tiến bước. Con số may mắn của song ngư ngày 9 tháng 8 năm 2023 là 12 và 88.